Hallelujah, kêu lại Đức Chúa Trời là Cha yêu hơn đời ái của chúng con. Xin Chúa Ngài cho con uống rượu để con có sức khỏe, để con học lời cùng Ngài. Chúa ơi, con không biết vì lý do gì con virus nó lại quay trở lại làm cho bùng phát. Xin Chúa Ngài đẩy lùi con virus ra khỏi dịch bệnh COVID. Chúng con chỉ biết kêu cầu Chúa. Xin Chúa Ngài đẩy lùi con virus ra khỏi dịch bệnh COVID. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Xin Chúa Ngài gìn giữ bố con, để bố con đi làm có điền dân hiến lên cho Chúa. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Xin Chúa Ngài hồng viên hết hãy các bác, các cô bên nội con. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Xin Chúa Ngài hồng viên ông bà ngoại của con và hai dì của con và các em của con. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Xin Chúa Ngài gìn giữ các ông bà cô chú trong hội thánh. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen.